trong trận đấu tối nay hai cầu thủ trụ cột của đội tuyển bóng đá U23 Indonesia là Asnawi Mangkulam và Enkambarot chưa thể đặt chân tới Việt Nam dự sea games 31 qua đó chắc chắn không tham dự trận đấu gặp đội chủ nhà U23 Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày mùng 6 tháng 5 cụ thể do hai câu lạc bộ chủ quản của Asnawi Mangkulam và Enkambarot đều chưa đồng ý nhà quân nên hai cầu thủ này không thể đến Việt Nam trước ngày mùng 8 tháng 5 Asnawi Mangkualam thuộc biên chế câu lạc bộ Asnan Greeners của Hàn Quốc. Trong ngày 7 tháng 5, đội sẽ gặp câu lạc bộ Anyang ở giải Kalik. Sau trận đấu này, Asnawi Mangkualam mới có thể gia nhập U23 Indonesia. Trong khi đó, Ekan Bagot hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Ipswich Town ở giải hạng 3 Anh. Câu lạc bộ Ipswich Town đã kết thúc mùa giải vào ngày 30 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, Enkan Bagot vẫn chưa thể được câu lạc bộ đồng ý cho trở về Indonesia. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Junus Nusi cho biết, Asnawi vẫn phải ra sân chơi cho Asnan Greeners trận đấu vào ngày 7 tháng 5. Sau đó, anh mới có thể tới Việt Nam để tham gia đội UE3 Indonesia. Trong một phát biểu báo giới ngày 6 tháng 5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, Mochamad Irianwan, khẳng định Hiện tại, hai cầu thủ là Asnawi Mankulam và Egan Bagot vẫn chưa thể tham gia cùng đội. Mặc dù vậy, 18 cầu thủ hiện tại đang có điều kiện tốt. Họ đã sẵn sàng sung trận và đã tập luyện chăm chỉ chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi lạc quan rằng đội U23 Indonesia có thể đoạt huy chương vàng môn bóng đá. Ở trận gia quân tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Indonesia sẽ gặp chủ nhà U23 Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5 trên sân vận động thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Quý vị và các bạn hãy cổ vũ cho đội tuyển chủ nhà và hãy tham gia dự đoán tỷ số cũng như nêu quan điểm của mình về đội hình hai bên bằng cách comment dưới video này để chúng tôi được biết nhé.